Hello, xin chào các đồng chí, anh chị và các bạn thân mến của Lê Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Mình đã trở về quê hương nay cũng 3 tháng rồi. Nói chung thì công chuyện cũng rất là bận rộn. Mình cũng tranh thủ thời gian để đăng mà live stream chia sẻ với quý bạn chị các bạn những cái nan đề cũng như trong cái cuộc sống hàng ngày về vấn đề chính trị, kinh tế, an ninh và xã hội, đất nước và con người. Thì các bạn thấy không gian mạng hiện nay nó rất là phức tạp, rất là nhiều thành phần xã hội họ lên trên đó, họ tham gia. Có những người họ có ý thức và họ hiểu biết thì họ tham gia một cách đúng đắn, còn có những kẻ nó lợi dụng truyền thông Việt Nam cởi mở và thông thoáng để nó nhằm mục đích xuyên tạc chống phá Việt Nam, như các thế lực của Việt Tân và cái đám cờ vàng chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại. Trong đó cũng có những cái thằng như thằng Son TV, Son Lê, nó có kênh là Son TV, và thằng Trương Bút Quy, thằng Lý Sư Phạm, Lương Vân. Các bạn thấy những cái thành phần này, tụi nó là những thành phần gọi là đi chống cộng, xuyên tạc chống phá Việt Nam để kiếm cơm. Nó không bao giờ nó dám nói về những cái sự thật mà cái đất nước sở tại nó đang sống đâu các bạn. Nếu nó có nói thì nó cũng bao che, nó xảo trá, nó đưa ra những cái mặt mà gọi là tích cực nào đó, nhưng mà nó không có bao giờ nó dám nói về cái mặt trái của cái xã hội Mỹ, những cái quốc gia mà tụi nó đang sống. Với kinh nghiệm sống của tôi ở trên đất Mỹ hơn 30 năm, tôi nói với quý vị, nó không phải đơn giản như những người mà hàng Son TV, Son Lê cũng như hàng Trương Quốc Quy, cái đám Việt Tân và cái đám cờ vàng chống cộng cực đoan ở hải ngoại, tụi nó xuyên tạc và chống phá Việt Nam đâu. Nó chỉ cho bà con, những người dân trong nước cái ăn cái bánh vẽ thôi, cho nên nhiều người họ mơ tưởng, họ mơ hồ. Đó là lý do tại sao các bạn thấy những cái nhà dân chủ trong nước đấu tranh thì ầm ầm mà vào, đấu ghê gớm lắm, đấu lên bờ xuống ruộng, đấu không từ cái thứ gì đi ra đường là thay từ cái người mà bán vé số, bóc bọc, lượm rác, cái người ve chai, rồi những cái cuộc sống lam lũ của người dân Việt Nam họ luôn cần cù. Vui lòng giảm tốc độ. Vậy ta, mình đang lấy cái máy nó tuột. Các bạn thấy thôi thì mình làm vậy cho nó tiện đi. Xin lỗi anh chị các bạn nha, cái cây livestream của mình nó bị trục trặc. Nó tụt lên tụt xuống. Thì trở lại cái câu chuyện thì quý bà anh chị các bạn thấy đó, ở cái đất nước Việt Nam mình, cái người dân Việt Nam họ sống, họ tự cung tự cầu và tự cấp, họ đứng lên cái đôi chân bằng những cái đôi chân của họ, chứ không phải giống như ở bên Mỹ. Các bạn biết ở bên Mỹ nó có một cái hệ thống thuế má và phúc lợi xã hội mà chính quyền Mỹ nó siết chặt, nó siết chặt rất là mạnh, rất là khắt khe. Cho nên tụi nó chỏ mỏ về Việt Nam thì nó chỉ lợi dụng vào những cái người mà dân lao động phổ thông và cuộc sống lam lũ của những người này, và nó đem cái chủ nghĩa vật chất và đồng đô la ở bên Mỹ để đặng mà nó đánh lừa những cái người dân ở trong nước. Chính vì vậy mà khi mà tôi về Việt Nam, tôi sống, tôi làm việc, tôi giao tiếp với rất nhiều những cái người dân mà lao động phổ thông, từ những người lái xe taxi, hay là những người bán vé số, hay là những người họ lao động mọi thành phần. Khi ngồi tôi trò chuyện và nói hỏi họ thì họ theo dõi những cái kênh của những cái thành phần như thằng San Ti Lê, rồi thằng Trương Quốc Quy, thằng Lý Sào Phạm, rồi mấy cái tổ chức Việt Tân, rồi các bạn thấy họ cho đó là một cái sự mà gọi là đúng, bởi vì họ không nhìn thấy được cái sự thật của cái nước Mỹ, những cái quốc gia mà những thành phần tụi nó chống phá ở hải ngoại. Các bạn thấy họ không có nhìn thấy được cái mặt trái đó, họ chỉ nhìn là cái đồng đô la nó trên lệch và cái vật chất đó, là họ đem ra bắt đầu họ cảm thấy họ bức xúc. Tại sao cái cơ chế này nó không có
Nó không có những cái phúc lợi giống như những cái quốc gia mà tụi chống cộng ở hải ngoại, như thằng Son Lê, thằng Trương Quốc Huy và cái đám cờ vàng Ba Sọc ở hải ngoại, nó chống phá Việt Nam. Các bạn thấy nó, bởi vì cái hệ thống quản lý người dân dân sự của nó rất là mạnh, đâu ra đó các bạn biết. Nó từ tôi nói từ cái cột đèn, từ cái ngã tư và những cái mặt lộ và những cái vỉa hè cũng vậy, nó đều có một cái luật pháp rõ ràng, đâu có đó khẳng định cái ranh giới hết, chứ không phải Việt Nam. Các bạn thấy ở Việt Nam người dân nhiều khi họ lấn chiếm lòng lề đường, họ mua bán, họ kinh doanh, nhiều khi chính phủ can thiệp vào thì cũng bị trở ngại do sự chống đối của người dân, bởi vì cái cuộc sống mưu sinh của họ. Và nhiều khi tôi thấy nhà nước cũng phải nhượng bộ để tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống mưu sinh rồi sinh hoạt nó tốt hơn. Như ở những cái cấp trung ương, các bạn thấy ngày đêm người ta tìm đủ mọi phương hướng để làm sao cho đất nước đổi mới phát triển và thịnh vượng, chứ không phải giống như ở ở cái nước Mỹ. Các bạn thấy về cái mặt đời sống, ngay cả học hành đâu cũng vậy, cái vấn đề học hành của nó tốt và cao của nó là chuyện dĩ nhiên, bắt buộc, nó bắt buộc chứ không phải là như Việt Nam. Các bạn thấy đó, cái hệ thống học hành của nó vậy, nó bắt buộc. Khi anh bước vào con đường học vấn ở bên Mỹ như vậy, anh phải cạnh tranh, anh phải phấn đấu ghê gớm lắm. Đâu phải đứa nào học xong ra trường là có được những cái cuộc sống như mong muốn đâu. Có nhiều đứa như tôi đã chia sẻ, nó học hành ra xong rồi nó cũng không làm được những cái công việc mà nó đã từng học, và nó đeo đuổi, và nó đi lạc hướng, bởi vì cái cuộc sống xã hội Mỹ nó muôn màu muôn mặt muôn hình muôn vẻ. Còn cái tụi chống cộng thì nó nghĩ nó đem một số hình ảnh của những người mà dân Việt Nam ở Mỹ, ở bên nước ngoài, ở Mỹ rồi họ thành đạt, mà các bạn thấy những người thành đạt đó, người ta không có bố láo, người ta không có lên mạng, người ta xuyên tạc tuyên truyền bậy bạ, bởi vì người ta là những người được huấn luyện học học hành bài bản, họ học có bài có trường lớp đâu qua đó. Như cái thằng Son Lê, các bạn thấy nó đi trong quân đội nhưng mà cái nó đâu có thành đạt đâu, các bạn thấy nó cũng bị kick out, có nghĩa là nó cũng bị cho ra khỏi cái ngành quân đội của nó, và nó lợi dụng cái bộ đồ quân phục đó để rằng nó đánh bóng tên tuổi của nó trên không gian mạng trong những ngày mà lúc đầu nó mới tham gia. Các bạn thấy đó, khi mà tôi lên tiếng giật mặt nó thì các bạn thấy nó rất là sợ cái tiếng nói của tôi, mấy cái đám mà chống cộng không ạ. Tại tôi sống ở bên Mỹ tôi biết tụi nó lưu manh, toàn là lưu manh giả danh yêu nước không à, chỉ có chẳng có thằng nào con nào đứa nào mà ở bên Mỹ mà gọi là yêu nước Việt Nam này cả. Tôi nói quý vị, ở nước Mỹ cơm áo gạo tiền, đời sống mưu sinh nó trăm bề vất vả và tính lo toan hết, chỉ cần mà không có công ăn việc làm đi, đời sống mà vật chất mà bấp bênh, có những cái biến cố nào đó biến động trong cuộc sống thì thằng nào nấy run cầm cập, chứ đâu phải là giỡn đâu quý vị. Nó không có đơn giản như nhiều người mơ tưởng đâu, nó không phải như vậy quý vị ạ. Cái xã hội Mỹ nó đòi hỏi những cái sự phấn đấu ghê gớm lắm về trình độ kiến thức chuyên môn trên nhiều lĩnh vực, chứ đâu phải ở Việt Nam người ta tìm đủ mọi cách mưu sinh. Các bạn thấy họ phấn đấu bằng những cái kiến thức khả năng của họ có, còn ở Mỹ các bạn thấy nó đòi hỏi không những kiến thức khả năng mà còn phải kinh nghiệm nữa. Học ra trường có được cái bằng rồi còn phải có kinh nghiệm, còn đòi hỏi khả năng và làm việc nữa, nhiều thứ lắm. Trong cái thời kỳ kinh tế toàn cầu đang khó khăn này, vấn đề mưu sinh đồ cũng vậy. Các bạn thấy gần đây kinh tế Mỹ trong những ngày gần đây nó trăm bề vất vả chứ không phải đâu. Thị trường chứng khoán của Mỹ hiện nay nó rớt, bây giờ rất là mạnh. Các bạn thấy do công ăn việc làm, những công ty, những cái đại lớn công ty lớn nó thất thu,
Nó thất thu do đại dịch, biến cố đại dịch và chiến tranh. Thằng nào nấy tơi bời ba lá, thằng nào cũng mất gọi là tiền tỷ đô. Các bạn thấy mấy thằng đó thì nó mất tiền tỷ đô thì nó cũng chẳng có chết, nhưng mà cái dân trung lưu đó phải lao động vất vả. Đấy. Khi mà nó không thu được nhiều tiền, cái nhóm tài phiệt mà nó không thu được nhiều tiền thì sao, thì nó phải sa thải nhân viên, sa thải nhân viên để nó gom về cái lợi nhuận của nó. Công ty của nó không phải bị phá sản, nếu mà nó có phá sản thì chính phủ Mỹ cũng bảo vệ tụi nó. Các bạn thanh thấy tại sao tôi nói chính phủ bảo vệ tụi nó, tại vì tụi nó là những thành phần bỏ tiền ra thao túng cái xã hội chính trị Mỹ. Nó cho nên hàng chính phủ Mỹ luôn luôn bỏ tiền ra để bảo vệ tụi nó. Bằng chứng là năm 2008, quý vị thấy vào những năm đó khi mà kinh tế Mỹ nó rớt, ai nó cứu ai? Nó cứu mấy thằng đại tư bản, mấy thằng tài phiệt. Nó bỏ ra 3.000 tỷ cứu cái hệ thống ngân hàng, hệ thống xe hơi và hệ thống bất động sản. Ba thằng đó là chủ chốt. Còn những người dân lao động phổ thông, họ mất nhà, mất cửa và họ mất những cái tài sản thì họ phải làm lại từ đầu thôi. Đấy. Thì cuộc sống ở cái xứ hải ngoại cơm áo gạo tiền, tôi nói với chị nó không phải giống như Việt Nam đâu. Ở Việt Nam cuộc sống mưu sinh nó rất là dễ dàng, nó không có đến nỗi mà người dân phải sống lê lết không có nhà ở. Thật xưa những người mà không có nhà ở Việt Nam là gì, là họ đi từ vùng này qua vùng nọ, họ đi ở cái quê nhà của họ, họ đã có công ăn việc làm, nhà cửa rồi. Như cái anh mà tôi cho anh ở như vậy, là quê anh ở Vũng Tàu, anh vô trong này anh đi làm ăn sinh sống thì hay những thuê nhà trọ. Anh thấy tôi có chỗ thì anh xin ở, tôi cho anh ở, anh cho anh ở kệ, mà mình có chỗ ở thì mình sẽ cho người ta ở, mình giúp ai được mình giúp. Còn ở bên Mỹ các bạn thấy những người mà vô gia cư, họ có nhà có cửa họ mất, bởi vì cuộc sống của họ bị đảo lộn, họ mất những cái tài sản và công ăn việc làm, họ bế tắc, họ đi vào bước đường cùng. Đấy. Và họ sống vô gia cư, họ kéo vợ chồng con cái nhiều khi phải sống trên những chiếc xe để đặng mà qua ngày đoạn tháng, trong khi đó họ đóng thuế vào trong cái phúc lợi xã hội. Các bạn thấy mà họ khi mà họ bế tắc đến đường cùng, họ vẫn sống vô gia cư. Còn Việt Nam, nhiều người nói về Việt Nam, dân Việt Nam vô gia cư, cái vô gia cư Việt Nam nó hoàn toàn khác với cái vô gia cư ở bên Mỹ. Rồi những người vô gia cư Việt Nam, người ta đi làm xa, người ta đi làm xa, cho nên họ gói ghém, họ kiếm chỗ nào ở rẻ nhất, hay là những chỗ nào họ ở tạm bợ để đặng miễn sao họ đi làm, họ kiếm tiền, họ mưu sinh. Cái cuộc sống của người dân Việt Nam nó khác rất nhiều ở ở bên Mỹ. Cho nên những cái tuổi mà ngay cả hàng Son Lê và tuổi hàng Trương Quốc Huy đồ cũng vậy, những cái nhóm Việt Tân vậy, nó nhìn vào những cái người mà khó khăn ở Việt Nam và những cái nan đề trong xã hội Việt Nam, trong cái cơ chế nó bới móc ra, nó xuyên tạc, nó thêm mắm thêm muối vào, nó tạo lên sự bức xúc trong dư luận, trong những cái người dân mà họ bất mãn cơ chế. Không có cơ chế nào mà hoàn hảo cả, tôi nói quý vị. Nhưng mà cái vấn đề là gì, là cái cơ chế người ta đang giải quyết những cái khó khăn để cho xã hội bớt đi cái sự bất công. Tôi nói ở bên Mỹ nó bất công trăm thứ mọi mọi thứ hết, ngay cả các bạn thấy người dân Mỹ họ đóng thuế, họ bỏ tiền vào trong cái mô hình xã hội, mà nhiều khi tới già đã chết họ có nhiều người họ không hưởng được, họ làm cả đời họ, các bạn thấy họ đóng thuế, tiền họ đóng thuế rồi đó, tới già họ chỉ lãnh được cái phần tiền mà do họ đóng vào thôi, họ mới có thôi. Mà có nhiều người họ đóng rồi họ họ chẳng lãnh được, không đủ để sống nữa, nên họ phải đi làm thêm. Những người già, ngay cả sức khỏe về bảo hiểm y tế đủ vậy, các bạn thấy bảo hiểm y tế ở bên Mỹ
Tôi đồng ý đó, Mỹ là bệnh hoạn tại vì cái luật của nó và cái mô hình xã hội của nó, những người bệnh hay ai nó cũng chỉ, nó chỉ nhưng mà nó tính hóa đơn đó là mình nợ đó, cái người đó phải nợ nó, anh nợ nó là nó siết, nó đưa vào trong cái hệ thống nợ nần gọi là collection, nó đòi nợ anh mà đi làm á, anh mà đi làm đâu nó thấy anh có tiền là tự động nó trừ, nó trừ bao nhiêu phần trăm, trừ chừng nào hết thôi, anh trừ cả đời tới chết mà anh trả không hết thì tài sản của anh quá giá là bán phải trả lại cho nó, tại vì nó đưa vào trong cái database là cái hệ thống quản lý dân sự để đặng mà nó quản lý mình, khi mà mình có chuyện gì tài sản mà mình định quỵt nợ nó đó thì nó biết được, khi bán tài tài sản nó biết được là tự động nó thu, mình không có lấy được tiền đó, là bên cái chỗ mà giao dịch ngân hàng mà mua bán nó tự động nó khấu trừ cả luôn, là anh không có nói là tôi tiền của tôi sao anh lấy, không, cái luật của nó tự động, nó không có cần phải hỏi anh nữa. Anh thiếu nợ nó, cái số nợ đó nó đã đi vào trong cái hệ thống dân sự rồi, cái hệ thống mà quản lý dân sự nó nằm trong đó rồi, cho nên vấn đề bên Mỹ tình trạng mà an ninh đồn vậy, tụi mật vụ hay cảnh sát nó chỉ cần bấm con số căn cước, đây là con số an sinh xã hội bên Mỹ gọi là an số an sinh xã hội, hay là số giấy chứng minh nhân dân gọi là ID, là nó biết anh có nợ nần hay là anh có vấn đề và tội phạm, anh có vấn đề gì là nó lục ra hết, nó biết hết, cho nên nó quản lý rất là chặt chẽ. Còn không phải như Việt Nam mình, nhiều khi những người dân lao động phổ thông họ đi tứ xứ họ làm, có nhiều khi họ phạm những cái luật pháp, họ đi qua chỗ khác họ sống, nhiều người họ cũng bỏ qua, các bạn thấy ở ở bên Mỹ nó không có phải như vậy, về đời sống luật pháp và bảo từ và giáo dục cho tới an ninh rồi bảo hiểm y tế và những cái mô hình xã hội nó khắt khe vô cùng, chứ không phải như ở Việt Nam, tại vì đời đời sống ở một cái đất nước mà như là đa dân tộc đa quốc gia mà các bạn thấy đi, nó đủ thứ chuyện hết, đủ thứ nan đề hết, và sự bất công của nó cũng đầy dày, không thiếu cái gì hết. Tôi nói tôi có thể chia sẻ nghìn lẻ một đêm về nước Mỹ, bởi vì tại sao những thành phần mà họ cuồng Mỹ, họ yêu, họ khoái nước Mỹ, họ mê nước Mỹ, và những cái đám mà cờ vàng bà sọc ở hải ngoại như Việt Tân, hàng Son Lê, hàng hàng Trương Quốc Huy, hàng Lý Sở Phạm vân vân, tụi nó rất là căm ghét tôi, tại vì sao, tôi nói lên cái mặt trái xã hội Mỹ mà tụi nó không bao giờ dám nói, và nó chỉ nhìn về Việt Nam, nó bới móc những cái nan đề trong cái cơ chế Việt Nam. Thôi thì Lê Minh xin tạm dừng ở đây, khi nào mình có cơ hội mình sẽ chia sẻ thêm để chúng ta tìm hiểu về cái nước Mỹ cho nó rõ ràng hơn và mình sẽ không bị lừa. Thôi mình cũng đã tới, mình làm việc cho nên công chuyện thì cũng bận rộn lắm quý vị, về Việt Nam mình cũng thôi mình làm ở mày đặt trong cây nước, bây giờ mình có nước có điện, trồng thêm dừa cây được lên, cuộc sống ở quê nhà mình cứ từ từ từng bước dễ mưu sinh, cũng như ở Mỹ mình cũng phấn đấu không ngừng để có được cuộc sống vật chất nó ổn định. Ngày hôm nay trở về quê hương như vậy mình cũng phấn đấu không ngừng, con người của mình thế là còn tiến, nếu mà mình có cơ hội là mình cứ phấn đấu là con sống mà mưu sinh, mà có làm mới có ăn thôi. Đến hôm nay mình đã hoàn thành được như vậy là phải nói là rất là khá, rất là mừng. Thôi xin chào anh chị và các bạn một lần nữa nha. Bye 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 bye.